Thưa quý vị, với những kết quả khởi sắc trong giai đoạn vừa qua, năm 2023, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục triển khai hiệu quả công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, cập nhật xu hướng thị trường, đảm bảo an ninh an toàn điểm đến, phấn đấu số lượng khách lưu trú phục vụ tăng từ 15 đến 20% so với năm 2022. Để cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng về lượng khách, trong năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục thực hiện kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch và kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2023-2025. Tập trung phân khúc khách có khả năng chi trả cao như khách nghỉ dưỡng, MICE, GOV. Công tác xúc tiến quảng bá điểm đến cũng như khảo sát thị trường sẽ được sở tiếp tục quan tâm. Và cùng với đó thì hoạt động khai thác xúc tiến các đường bay mới cũng sẽ được đẩy mạnh. Và chúng tôi cũng rất quan tâm đến thị trường nội địa. Và chúng tôi cũng sẽ thực hiện huy động các cái nguồn lực để mà tổ chức các cái sự kiện văn hóa thể thao du lịch đặc sắc để mà thu hút khách trong nước và quốc tế đến với thành phố trong thời gian tới. Để nâng cao sức hút điểm đến, ngành du lịch thành phố cũng sẽ triển khai một số nội dung thí điểm và chuẩn bị sản phẩm du lịch mới, trong đó tập trung vào phát triển các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch vui chơi, giải trí, mua sắm, hội nghị hội thảo MICE, du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp, du lịch đường thủy, du lịch ẩm thực và phát triển kinh tế ban đêm, đồng thời nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực du lịch. Chúng ta phải chủ động chuẩn bị nhân lực cho cái tiến độ phục hồi của từng nguồn khách. Cái đấy là trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước, không để bị động. Nếu như ta không có những kế hoạch dài hạn trong cái việc chuẩn bị lao động, chuẩn bị đào tạo, chuẩn bị các cái lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn sâu, thì chúng ta sẽ thiếu thật. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, ngành du lịch Đà Nẵng cũng quyết tâm tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch đề án trọng tâm thúc đẩy phát triển du lịch phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai nội dung tích hợp thuộc lĩnh vực du lịch trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện xây dựng và trình ban hành đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa, đề án phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời đăng cai và phối hợp tổ chức các sự kiện lễ hội mang tầm quốc gia, quốc tế, kết hợp phục vụ du lịch đẩy mạnh quảng bá, nâng tầm điểm đến.